tứ phương bái thổ kính sư, xuất kiến thủ bộ giả người uy nghi, lâm thanh trảm thạch liền khi, tầm xà sát thích văn phi liền kề, thanh long xuất thế trở về, quy xà phạt thảo tứ bề sát kinh, ẩn long trầm thủy tung mình, nộ gián thích trảm tụ thần triều dương. Kính thưa quý vị, kiếm là loại binh khí ngắn hai lưỡi, được tôn xưng là vua của trầm binh khí cả lưỡi. Xích sử chấp rằng kiếm xuất hiện từ rất sớm, từ thế kỷ 17 trước công nguyên. Bài thanh long độc kiếm và một vải thanh long võ đạo sáng lập và được đưa vào hệ thống tập luyện và thi đấu trong toàn quốc. Thanh long độc kiếm uy dũng như rồng xanh, kiếm đi thức đẹp, thế tựa gió bay, kiếm hoa như phụng vũ. Xin quý vị tán thưởng cho một tràng pháo tay. Hey, 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 hey.